mọi sản phẩm, dịch vụ đều là một thiết kế, đều được sinh ra để giải quyết một cái vấn đề gì đấy, một cái khó khăn nào đấy, một cái nhu cầu nào đấy. Tư duy thiết kế nó gần với cả phương pháp giải quyết vấn đề hơn. Nó đã được chứng minh ở các cái tập đoàn lớn, ở những cái công ty, những cái tổ chức rất là sáng tạo như là Apple, như là Google, Amazon, IBM. Tư duy thiết kế giúp chúng tôi xác định được vấn đề và khoanh vùng vấn đề một cách chính xác nhất để từ đó có thể đưa ra giải pháp phù hợp. Về cái phương pháp design thinking nó như một cái kim chỉ nam trong quá trình mà nghiên cứu sản phẩm của chúng tôi, giúp tất cả những người mà làm sản phẩm tìm hiểu sâu vào những mong muốn, thậm chí là những cái nỗi đau của khách hàng. Từ đấy thì sẽ gợi mở ra được những nhu cầu của khách hàng, thậm chí những nhu cầu rất tiềm ẩn mà chính bản thân khách hàng cũng không gọi tên ra được. Tư duy thiết kế đã giúp chúng tôi tư duy lại và chúng tôi đã đưa ra những cái mô hình mới mà trước đây chúng tôi nghĩ rằng là cái con đường cũ của mình nó vẫn đang tốt. Tuy nhiên khi tư duy lại thì chúng tôi thấy nếu chúng ta không thay đổi thì rất dễ chúng ta bị tụt hậu và chúng ta khó có thể cạnh tranh được với các cái đối thủ trên thị trường, đặc biệt là với cái thị trường các sản phẩm công nghệ như hiện nay. Và chúng tôi đã đưa ra những cái mô hình mới, từ đó thì những cái luồng doanh thu mới từ những cái mô hình mới đã giúp chúng tôi vững tin hơn về con đường của mình đã chọn. Trước đây thì chúng tôi chỉ có biển bảng tập đứng ngoài trời thôi, thì đến hiện tại nhờ áp dụng cái tư duy thiết kế mà chúng tôi có những cái sản phẩm mới điển hình, đó là sản phẩm quảng cáo trong các cái tòa nhà chung cư và văn phòng cũng như là siêu thị, được ra đời trong cái hoàn cảnh mà chúng tôi nhìn vào trong cái vấn đề là trong thời gian chờ đợi thang máy thì mọi người rất là sốt ruột để đi. Thế trong khi đó thì mấu chốt của vấn đề ở đây thì chúng tôi sẽ nhìn vào câu chuyện đó là giải quyết cái tâm lý của người đi thang máy rất là sốt ruột trong thời gian chờ đợi. Thì từ đấy chúng tôi đã phát triển ra một cái sản phẩm là những cái tạo ra cái điểm nhìn để người ta có thể nhìn vào trong quá trình chờ đợi và giúp họ cảm thấy bớt ngại ngùng trong cái không gian thang máy rất là chật hẹp, cũng như là thời gian chờ đợi cũng cảm giác là ngắn hơn. Hiện tại thì đối với một số các cái đơn vị mà dịch vụ về giải trí về truyền hình ấy, thì đều mọi người đều gặp phải những cái vấn đề, ví dụ như là mình sẽ thiếu một tính năng nào đó, mình sẽ thiếu một cái nội dung nào đấy, thì chúng tôi cũng ngồi để cùng phân tích với nhau về những cái điểm mạnh và điểm yếu của mình. Tuy nhiên chúng tôi sẽ cố gắng tập trung vào những cái điểm mạnh của mình, để từ đó, từ những cái điểm mạnh ấy, chúng tôi sẽ nghiên cứu thêm những cái nhu cầu chuyên sâu hơn của khách hàng về mặt nội dung, về mặt sản phẩm, thì chúng tôi có thể cung cấp thêm những cái nội dung ngách và những cái tính năng chuyên biệt về cho khách hàng. Khi mà chúng tôi phát sóng chương trình Giao lộ thời gian ấy, thì chúng tôi đã bổ sung thêm các cái phần lời bài hát ở góc màn hình để giúp cho khán giả có thể dễ dàng hát theo được ca sĩ những bài hát mà họ yêu thích. Từ với cái mong muốn đấy thì chúng tôi cũng nhận lại được những phản hồi khá là tích cực từ phía khách hàng và họ rất là thích cái tính năng đấy. Một trong các cái tư duy mà chúng tôi cho rằng gắn liền với tư duy thiết kế mà chúng tôi đã áp dụng ngay từ đầu những ngày thành lập cho tới nay, đó là suy nghĩ không cũ về những vấn đề không mới. Và chính phương châm này đã giúp chúng tôi phát triển từ một công ty quảng cáo ngoài trời có những hình thức rất là đơn giản, những cái biển tấm lớn ở nội đô hay là trên quốc lộ, đến ngày nay thì chúng tôi đã sở hữu một hệ thống quảng cáo phủ rộng trên 80% tỉnh thành và hình thức rất là đa dạng, từ cái hình biển bảng tấm lớn, biển LED nội đô cho đến những hình thức quảng cáo tích hợp ở trong sân bay, wifi marketing hay là hệ thống LCD và DP trong các tòa nhà. Chúng tôi đã có những cái bước đầu thành công đối với lĩnh vực chuyển đổi số. Các doanh nghiệp công nghệ khi làm với sản phẩm chuyển đổi số thì thường sẽ đi vào làm ứng dụng. Nhưng chúng tôi đã tư duy lại, tìm những cái điểm khó khăn, vướng mắc của tất cả các cái đối tượng tham gia vào cái hệ sinh thái chuyển đổi số đó. Thì chúng tôi nhìn nhận thấy rằng nó đang thiếu một cái nền tảng để có thể kết nối được các nhà cung cấp giải pháp công nghệ số, các khách hàng có nhu cầu chuyển đổi số. Từ đó thì chúng tôi đã cho ra đời một cái nền tảng hợp nhất công nghệ chuyển đổi số. Thì như chúng ta biết là sáng tạo là một yếu tố rất là quan trọng trong doanh nghiệp, đúng không ạ? Chúng ta cần phải sáng tạo. Sáng tạo không chỉ là nhiệm vụ của những người làm phát triển sản phẩm cho khách hàng bên ngoài, mà sáng tạo nó có vai trò rất là quan trọng với cả những cái dịch vụ ở trong nội bộ, hoặc là những cái quy trình trong nội bộ, những bộ phận phòng ban trong nội bộ. Thế khi mà chúng ta có được trang bị về tư duy thiết kế rồi thì lúc này quy trình sáng tạo nó được chia nhỏ ra, và lúc này sáng tạo là được định nghĩa là chúng ta làm được những, chúng ta nghĩ được ra những cái giải pháp nó phù hợp với đối tượng mà chúng ta đang hướng đến. Mình tra trên mạng thì chỉ cần đánh chữ tư duy thiết kế là các bạn có thể tìm ra được, hoặc chữ design thinking có thể tìm ra được đến
tôi nhớ là đánh ra một cái được đến 3 tỷ kết quả tư duy thiết kế, là bởi vì chúng ta cũng hiểu là tư duy thiết kế được rất là được ưa chuộng trên thế giới, đúng không ạ? Nhưng mà trước đây vì sao mà tư duy thiết kế ít được áp dụng ở Việt Nam? Tôi nghĩ một phần là do chúng ta chưa Việt hóa được các cái tài liệu đấy. Thế thì cái ngôn ngữ nó là một cái rào cản rất là lớn để tư duy thiết kế đến được Việt Nam. Thế thì cũng rất là may là thời gian gần đây chúng ta có những cái bộ sách mà đã được Việt hóa, những bộ sách rất là có giá trị được Việt hóa. Đây là bộ sách mà tôi nghĩ là rất là đầy đủ về tư duy thiết kế. Nếu mà mình đọc được hết mấy quyển này thì chắc là thôi master luôn về design thinking, về tư duy thiết kế rồi.